Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube M-Sport Official, camera hành trình chuyên dụng hay đa năng. Đây là một câu hỏi chúng ta vẫn thường đắn đo và suy nghĩ trước khi trang bị camera hành trình cho phương tiện của mình. Để giúp quý vị và các bạn tìm ra câu trả lời, chúng ta hãy cùng nhau điểm qua sự khác biệt giữa chúng nhé. Các camera hành trình thông thường có rất nhiều tính năng như giải trí, cảnh báo tốc độ và thông báo đèn giao thông. Tuy nhiên, trên thực tế các tính năng này thực sự không cần thiết lắm. Khi lái xe, chúng ta cần sự tập trung, cho nên nhu cầu giải trí không thường xuyên và rõ ràng cũng không cần thiết. Riêng cảnh báo tốc độ và thông báo biển giao thông, với điều kiện đường xe nước ta ở hiện nay, các tính năng này thực sự không hoạt động tốt cho lắm. Bởi vì nếu đoạn đường đang được sửa chữa, biển báo có sự thay đổi thì camera không thể thông báo chính xác cho bạn được. Khả năng ghi hình chất lượng cao sắc nét trong điều kiện ánh sáng khác nhau, dù ngược sáng hay là trong đêm, đều cho ra những khung hình sắc nét nhé. Trong khi đó, các camera hành trình nhiều tính năng trên thị trường chỉ có thể ghi lại hình ảnh sắc nét trong điều kiện đầy đủ ánh sáng mà thôi. Một trong những điều mà camera hành trình nhiều tính năng chưa thể làm được đó chính là ghi hình trực tiếp và chống mất dữ liệu ngay cả khi xe đã tắt máy. Nhờ vào công nghệ độc quyền, thẻ nhớ luôn được tối ưu, phân bố và xử lý hiệu quả, cho nên dữ liệu trên các camera hành trình chuyên dụng luôn được lưu trữ an toàn. Những chiếc camera hành trình đa năng rất dễ bị lỗi, làm mất dữ liệu trong những tình huống bất ngờ. Đây là một khuyết điểm có thể ít người chú ý, vì chỉ khi rơi vào tình huống đặc biệt chúng ta mới có thể nhận thấy sự quan trọng của vấn đề này. Chẳng hạn như khi xảy ra tai nạn, các camera hành trình thông thường rất dễ bị chịu tác động và không thể lưu lại kịp thời hình ảnh khi xảy ra tai nạn, làm mất dữ liệu quan trọng mà bạn cần. Thật đáng tiếc là sao khi mà bạn cần bằng chứng, nhưng camera hành trình của bạn lại không kịp thời lưu lại hình ảnh đó. Camera hành trình chuyên dụng rõ ràng có khả năng bảo vệ quyền lợi của bạn một cách tuyệt đối, hạn chế tổn thất và thiệt hại không mong muốn. Rõ ràng camera hành trình chuyên dụng có độ bền và chất lượng cao hơn hẳn so với các sản phẩm đa chức năng khác. Riêng việc nhiều tính năng đồng nghĩa với việc áp lực hoạt động cao, dễ dẫn đến tình trạng quá nhiệt, quá tải, dễ phát sinh lỗi cũng như giảm tuổi thọ của máy. Trong điều kiện nắng nóng quanh năm, các camera hành trình cho ô tô thường xuyên phải hoạt động dưới điều kiện nhiệt độ cao. Cụ thể, nhiệt độ bên trong xe ô tô dưới điều kiện thời tiết 35 độ C có thể lên đến 60 độ C, dẫn đến thiết bị bị quá tải. Camera hành trình nhiều tính năng trên thị trường không thể thích ứng với điều kiện như vậy nên rất dễ phát sinh lỗi, đặc biệt là hư hỏng pin và cháy nổ. Nhưng khi sử dụng camera hành trình chuyên dụng, bạn có thể yên tâm hơn. Đơn cử như camera hành trình của Gnet đã được kiểm tra nhiệt độ an toàn, hoạt động tốt ở nhiệt độ lên đến 80 độ C. Cùng với việc sử dụng nguồn điện trực tiếp chứ không dùng pin sẽ giảm thiểu rủi ro hư hỏng và chập cháy. Các camera hành trình chuyên dụng luôn được cập nhật thường xuyên và liên tục để có thể sử dụng trơn tru theo thời gian. Còn các camera hành trình nhiều tính năng trên thị trường thì không có khả năng này, cho nên tuổi thọ thường rất thấp. Sau thời gian xuất hiện tình trạng giật lag và kém ổn định. Sau khi xem xong video này, hy vọng quý vị và các bạn đã có được một cái nhìn tổng quát hơn về camera hành trình chuyên dụng và sự cần thiết của các tính năng chuyên dụng mà trên những camera hành trình phổ thông chưa làm được. Trong thế giới camera hành trình chuyên dụng thì Gnet là một trong những thương hiệu hàng đầu Hàn Quốc về đảm bảo chất lượng và được nhiều người tin dùng. Nếu có nhu cầu thì quý vị có thể tham khảo đường link dưới phần mô tả video. Nhớ like và subscribe kênh YouTube để không bỏ lỡ những video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.